biết sao giờ. Cho chị mất người yêu luôn, ai kêu cho quá đáng. Xin lỗi. Nó thấy ông sụn, xin lỗi kìa. Xin lỗi gì chứ? Đừng có đợi. Anh Bi cho anh thôi à. Chứ bà không phải thương ông Ken lắm. Nè. Nè. Nè nè. Chúng ta rất là đẹp đôi. Thôi nổi cho Bi rồi. Đừng có đợi. Cậu nói gì đi. Sao mày cho anh với tao mà không nói gì trơn vậy? Cái hình gì vậy? Em hình là biết là em còn thương Vi mà, đừng có đợi. Ôi, đừng có đợi. Chị đi luôn rồi kìa, ghét lên. Ba mẹ, đừng có đợi. Ba đi. Đi chị tiếp giờ bắt vừa kìa. Xin lỗi. Đó, sụ xin lỗi rồi mà. Bây giờ Mỹ giận em như thế rồi, em xong rồi em nữa. Dạ em không biết sao. Ba đâu có phải lên cho anh nói mẹ. Mẹ đi bỏ Mỹ hả? Mẹ nghĩ là hôm nay là Mỹ giận em rồi. Nhỏ, tại sao kìa, sao kêu Mỹ cho anh kìa. Chị kêu em cho anh mà chị... Mày kêu. Nữa giờ này còn lỗ hờ. Mày kêu. Chị kêu em mà. Mày đừng có giận nữa. Mày Tiết đừng có giận nữa. Mình đi về đây, Mày không cho anh Mày Tiết nữa. Giờ Mày giận em như thế rồi sao? Bây giờ Mày lên chảnh Mày nói với mẹ. Nha. Xin lỗi. Về đi chị Tiết ơi. Mẹ giận em như thế này sao em ở đây được nữa. Anh chảnh nói với mẹ Vi có tội. Anh chảnh nói với mẹ cho. Đây. Đây. Chút xíu mày cũng phải lên xin lỗi đó. Với coi. Mày không mà mày xuống tao á. Nó chị đố hờ em hoài. Gì? Tụi bay mày trò gì nữa đây? Hả? Mẹ nói mày nghe. Cái gì đó? Mẹ. Cái gì? Nãy lúc mà Tiết đi vệ sinh á, con lấy mùi tạ con bỏ vô bánh cho mẹ ăn á. Còn xu nữa. Sao vậy? Xu nó bỏ cái xu vô trong cái ly của mẹ uống. Thì cái đó phải là Tiết hả? Hay luôn hả? Trời ơi. Tại sao kìa, hỏi con Tiết á là nó đã hết một lần nó bắt cặp một ngày một đêm ngủ ở ngoài rồi bây giờ tới hai đứa nữa như vậy là sao? Hả?
hả? Sao mà tại sao mà con cứ thù làm đổ thuốc cho nó tiếc, không cho để cho trơn á. Bây giờ thù đâu đây, xin lỗi tiếc đàng hoàng lại đây. Hai đứa làm mà đi đổ trút con tiếp là sao? Xin lỗi sao? Tại con John. Tại sao John kỳ vậy? Hả? Rồi bây giờ nó đi về Hà Nội. Bây giờ mẹ tha lỗi con là nó không có về Hà Nội. Hai đứa xin lỗi tiếp. Chừng nào tiếp tha lỗi thì mới thôi. Xin lỗi hả? Mẹ xin lỗi con đi. Ủa nào? Lớn mẹ là mẹ của hai đứa con mà chở thượng hai chị em con với thằng Thùng bài mua ra để làm đủ chút những cái chuyện bỏ lỡ đó con thì tiếp tha lỗi hai đứa không. Bây giờ bữa họ mang tiếc á, nó trát mẹ hết một lần rồi, mẹ phạt nó ngủ một đêm một ngày ngoài. Bây giờ hai đứa con là phải đúng một tuần lại, đúng một tuần lại. Bây giờ sao? Con xin lỗi rồi. Nhưng mà mẹ phải phạt. Rồi. Mẹ phải phạt. Con mẹ. Con đi. Chạy ra. Chấp nhận phạt không? Chấp nhận. Chấp nhận không? Chấp nhận. Nhớ nha. Ngủ mày muốn một tuần lễ cho mẹ nha. Em tới là không còn bài trò cháu trở chỗ này nữa nha. Nghe không? Nhớ chưa? Xin lỗi biết một lần nữa. Xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi. Xin lỗi. Tiếp là lỗi chưa? Xin lỗi. Rồi tiếp là đi với mẹ. Còn không về bắt luôn nha. Con nè. Không bỏ đi cho mẹ nghe chưa. Nhớ nha, hai đứa không có giúp tiếc nghe chưa. Rồi con đi cho mẹ nghe con. Để mình đi ra khỏi nhà hả? Mẹ tha lỗi con rồi. Đúng mà đúng không tầm lấy. Cô đừng vô nhà. Xin lỗi con. Xin lỗi con mà đúng không tầm lấy, cô đừng vô nhà. Con xin lỗi, tiếc tha lỗi con. Thôi ngồi không vậy luôn. Mẹ nói rồi, y gan lời không có sai. Nghe không? Còn cãi rồi nữa là mình nắng người ta lưa luôn đó. Thấy chưa? Nghe không? Nhớ chưa? Từ đây cho lên là không tụi bay không còn những nó thấy chưa? Nghe không? Đồng khắc với nhau nha. Nhớ nghe. Biết rồi. Rồi, hai đứa dẫn nhau về nhà. Ba đứa lẹ lên. Nếu tới là không còn nghe, không còn hết tiếng thấy chưa? Còn tiếc ở lại với mẹ, đi về nhà không lâu hết nghe không? Nhớ nha. Không, tiếc ngủ cái hổm một ngày một đêm ngoài xong. Bây giờ tụi con muốn đi ra nhà. Nó đợi cho ngủ hả? Mới sáng rồi. Đi ra mới chùa. Đi cho chùa. Đi vượt dài liền. Nhanh lên. Chạy, đi cho chùa. Còn không là không còn nghe vui rồi. Vui hoài nha. Đây, mẹ chạy á. Mẹ mày. Bữa nay bị mẹ nắm đuôi tay nè. Giờ còn ba á. Tại mày á. Tại chị á. Mày. Tại chị. Anh đi vào thôi. À. Anh đi vào thôi. Trời ơi. Mẹ bảo không được vô. Bà vô. Cửa rồi cho mẹ vô. Không có được vô. Mẹ thôi mẹ từ mặt đó. Mẹ bảo anh không được vô nhà. Mày á. Tại trời. Mẹ chị mày em ở ngoài nè. Tại mày nữa. Xuống về đổ tường vô. Cho chùa hôm bữa nha. Cho thêm. Cho em mày này. Mỗi cá thêm. Xong rồi còn cho cả cái đợt em thịt nó tương á, em thịt ít xỉu à. Ít cái gì mày, tao uống mà mày chết rồi mày. Chị hai à? Nè, hai nặng mà hai còn nặng hết chai luôn, em nặng có hết tao chai không? Mày á. Mày chạy á. Mày ở hồi tao rồi. Mày chạy. Mày. Chạy. Mày. Chạy. Mày. Chạy. Mày. Hai đứa mày, còn ngoài đó, anh đi mà ngủ. Mày sạch em rồi, nếu mà cho hai đứa vô nhà là mày sẽ sạch em rồi em về Bắc. Nên là không được cho hai người vô nhà. Lấy đi hết. Lấy cái khăn á, chùm cái mai ga lại. Không. Mày chạy ra. Giang mất mấy tùm lum. Mày chạy. Mày. Chạy. Giang mất mấy tùm lum. Em thấy là có cục đá này cùng chị ngồi với nhau. Nì cái lót tiết nì. Bị không cho anh nữa, bị hơ, không cho anh nữa. Ủa bà Tiết không thương bà Tiết đó. Bà Tiết không thương bà Tiết hả? Vâng. Nhưng mà bà Bi không thương bà Tiết. Bà Bi cứ thương nên được bà Tiết.
Bà Vi cứ cho bà Vi không, không cho. Bà Vi không cho. Không tin được. Mở cửa này ra mới lấy được. Không có bỏ. Không có bỏ. Chắc cứng hả? Không có chợt. Chạm. Đừng có lấy ông kéo lại. Ngồi đi. Thank you.
mình không thể làm gì được khác nữa mọi người ạ. Tại vì mẹ Bi đang rất là giận nên là mình không thể nào cho Bi với Sù vào nhà bây giờ được các bạn. Hôm nay mai lên xin mẹ tha lỗi không ở cho Bi vào nhà hay sao.